Chào cả nhà đang xem màn ảnh nhỏ của kênh Nhân Trần TV. Chúc cả nhà một ngày mới tràn đầy niềm vui, mọi việc đều thành công tốt đẹp. Thì hôm qua Nhân có xin cho cả nhà mình cái lọc cái tài ở cung ông Tà. Thì Nhân xin ở trên quẻ sâm, thì quẻ sâm là con 9-18 cả nhà. Còn ở đây ha, đây đó, thì Nhân sẽ cắm vào đây. Thì kết quả hôm nay miền Nam mình mình cũng ăn được con 98 và con 89 luôn cả nhà. Đó. Thì cũng xin chúc mừng cho cô dì chú bác ha. Ai có cái lọc được con 98 nè cả nhà. Nhân quả quả trứng nhưng mà tối Nhân xin keo quá thì ông Tà cũng cho ha. Lúc Nhân sôi thì Nhân không có nhìn thấy được cái gì hết cả nhà. Ở trên ông Tà thì Nhân không thấy số, nhưng mà Nhân xin xăm thì mình ăn được hai lô con 98 và con 89 luôn ha, ở cái đài miền Nam mình. Đó, thì Nhân cũng xin chúc mừng cho ông bà cô bác ha. Thì hôm nay Nhân sắm hương hoa dập phẩm ha, lễ vật dâng lên để cúng trả lễ cho ông Tà. Thì hôm nay thì Nhân sinh ở cung ông Tà, thì Nhân về đây được 3 ngày. Thì ngày đầu tiên thì Nhân sinh ông Tà ra ngay cái đầu ha. Và ngày sau, ngày thứ hai thì Nhân sinh cũng ra ăn được cái lô. Và hôm nay thì mình cũng ăn được hai lô nữa. Đó, thì ăn thông 3 ngày liên tiếp. Thì thôi, ai có lộc có tài thì Nhân mừng cho người đó. Và ai chưa có, ai chưa có lộc thì Nhân xin chia buồn ha. Đó, cũng mong cả nhà thương mến Nhân ha. Tiếp cho Nhân cái động lực, ai xem video hãy cho Nhân một like và đăng ký kênh. Ai biết chia sẻ lên Facebook, Zalo gì đó, mình có thể chia sẻ cho bạn bè mình cùng xem ha cả nhà. Đó, đó là cái động lực lớn nhất của Nhân ha, để đi tìm đến những cái nơi linh thiêng nữa, để xin tài lộc, mang tài lộc đến tất cả mọi người đang xem kênh của Nhân như trong nước và ngoài nước. Thì hôm nay Nhân cũng sẽ xin cho cả nhà mình cái lộc ở cung ông Tà này ha. Hôm nay mình cũng ăn thông 3 ngày rồi, thì hôm nay mình xin nữa. Thì Nhân xin cho cái ngày 21 tháng 4 năm 2021 dương lịch nhâm ngày mùng 10 tháng 3 là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Đó, cũng mong các vị tổ thần sơn thần cảm ứng chứng minh độ trì cho lòng thành kính của Nhân, cầu tài cầu lộc, giúp cho tất cả mọi người vơi đi cái nỗi đau và những cái khổ trong cuộc sống. Thì Nhân làm bằng cái tâm ha, nhiều khi cũng được các vị sơn thần thổ thần ha cảm ứng chứng minh. Đó, thì Nhân không chơi nha cả nhà. Thì bây giờ Nhân tắm ông Tà ha, cả nhà hãy cùng Nhân ha khấn. Chứ vị thủ hoàng ngụ tại đất này, vị sơn thần ông Tà ông Lục cảm ứng chứng minh cho chính chủ con. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2021 dương lịch nhằm ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Chính chủ con đem lòng thành kính sắm hương hoa và phẩm lễ vật dâng lên ha. Nhang đã thắp, đèn đã sáng, dụ con cũng đã gom. Xin các vị sơn thần thổ thần ông Tà ngụ ở trên cục đá này cho con xin khai nhãn nhìn thấy cái lọc cái tài ở trên người của ông vào ngày mai cho con xin cái đài cái lọc của đài công ty sổ số kiến thiết miền Nam. Rồi bây giờ Nhân đang bị bệnh nha, hôm nay Nhân đi ra ngoài xin trong linh nữa, giờ nó bị yếu rồi cả nhà, sức khỏe nó tự nhiên cái giảm xuống lại. Tay hơi mệt nha, thì cứ rung lắc gì cả nhà cũng thông cảm ha. Trời ơi, hôm nay Nhân soi vô một cái Nhân thấy liền cả nhà ơi, thì hôm qua Nhân soi Nhân không thấy nha, không phải lúc nào cũng nhìn thấy cả nhà. Thì Nhân lắc cái sâm này mình cũng ăn được hai lô, nay con 98, ai đảo lại là lụm luôn con 89. Thôi ơi, thì Nhân sẽ soi hết cho cả nhà mình xem ha. Đó, Nhân cùng xem ha. Thì Nhân không có tắm ông Tà hết, ướt hết được cả nhà. Lý do gì Nhân không có để cái gì dưới ha, không có để cái dĩa dưới. Lúc trước Nhân có để cái dĩa nhưng mà ông Tà ông không có chịu ngồi trên cái dĩa cả nhà, tại vì ông báo mộng cho Nhân ha. Ông Tà của Nhân rất là linh nha, ai tin thì mình vào mình hái lộc, còn không tin thì mình có thể xem giải trí cho vui ha. Chứ Nhân cũng không ép buộc ai phải tin vào tâm linh, thì số tâm linh mình xui cả nhà ha. Thấy ở đâu thì Nhân sẽ chỉ cho cả nhà mình xem ha. Tạm lục giáo hộ lục trì cho con cảm ứng.
coi nha cả nhà. Xin ông ta cảm ơn chứng minh cho lòng thành kính của đệ tử con. Hôm nay hương hoa vật phẩm đã dâng lên, nhang đã thắp đèn để sáng. Con xin khai nhãn nhìn thấy cái lọc cái tài ở trên ngủ trên cục đá này ha, để con giúp người giúp đời bớt khổ đau. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì nhân cầm máy có rung lắc gì cả nhà thông cảm cho nhân nghe cả nhà. Đây, lọc ở trên ông tà thì nhân đã nhìn thấy nghe cả nhà. Hôm nay là nhân khai nhãn nhìn thấy cái lọc ở trên ông tà rồi nha. Đây, đây là con số 3 nha, số 3 nè. Đây là con số 9 nè. Đó. Con số 3 và con số 9 nha cả nhà. Ở trên ông tà thì nhân nhìn thấy là cái lọc là con 39 nha cả nhà. Cả nhà mình ai nhìn thấy thì hôm nay, hôm qua thì cũng có một số anh chị em cũng nhìn thấy ha, lúc nhân soi á thì lọc cũng về cả nhà. Ở dưới cái bình luận dưới video qua cả nhà kéo lên nó nằm dưới đó. Đó. Thì vẫn có lọc của cả nhà ai bình luận thì nhân cũng thấy lọc về ha, ông tà cũng cho đây con ba chín, tức là con 39 nha cả nhà. Đó, nhân đã soi rồi thì nhân cũng sẽ xin cho cả nhà mình cái lọc cái tay ha ở trên cái quả trứng nha cả nhà. Rồi nhân bắt đầu nhân xin keo ha. Thì mỗi lần xin keo là ông tạm cho là cho cái lọc đó ra là không ngay đầu cũng ra lô cả nhà. Đó thì hôm qua cũng vậy đó, nhân xin con 98 đó, nhân xin keo đó. Ai chưa xem clip cũ thì xem lại ha. Thì có sao nhân nói gì cả nhà ha, không nói thêm cũng không nói bớt trước mặt chứ vị thằng Linh ha. Có sao nhân nói gì thì bây giờ nhân sẽ dựng máy lên ha, xin cho cả nhà mình cái lọc nữa ở trên trên quả trứng ha. Thì ngày mai là ngày 21 tháng 4 năm 2021 à, nhân xin cho có sổ số Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng nha cả nhà. Thì ở đây có dãy số từ 0 cho đến 9 ha. Thì nhân sẽ xin ông tà dựng đứng cái quả trứng nằm ở trên đây ha, dựng đứng lên để làm cái lọc cái tài đó để cho cái nhà mình tham khảo ha. Ai ở miền nào, ở tỉnh nào thì mình hái lọc ở đó ha, chứ nhân không có xin theo đài nha. Đó thì nhân xin theo Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng đó, thì ông tạm cho đâu thì mình hưởng đó nghe cả nhà. Đó thì bây giờ nhân xin đốt cái thuốc trong tài cả nhà. Thì nhân đã khắn hết rồi thì bây giờ nhân bắt đầu xin cho cả nhà mình ha, cả nhà mình chú ý nha. Số 0, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Trả lại nhầm 2, số 0, số 0, số 1. Tạm một cảm ứng chứng minh cho hội trì những sinh viên của chúng ta. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 9.
chạy đi vòng 3, số 0, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, thì trên quả trứng nhân dựng thì ông Tào cũng cho dựng cho nhà ha, cũng giống như hôm qua nhân cũng xin trứng, ông Tào cũng mua cho dựng trứng cả nhà ha. Thì nhân nhìn thấy cái lọc ở trên ông Tào thì nhân sẽ quạ ra cho cả nhà xem ha. Đây, đây nha, thì cái lọc ở trên ông Tào thì ông Tào cho trên cái lọc hôm nay ha, cho trên cái ông Tào cho nhân khai nhãn nhìn thấy được là con 39 nha cả nhà đó. Cả nhà mình có thể ghép cái thứ của tôi vô cũng giống như hôm nay ha, con 918 như cả nhà, con 398 đó, thì cũng có người người ta cũng hái lọc được ba càng ha. Thì ông ta của nhân hay cho ghép cái thứ của nhân vô cả nhà, hay cho ra thứ của nhân lắm, ghép vô thành ba càng đó, 398 đó, thì cũng về 398 luôn đó. Thì bây giờ nhân sẽ xin keo nha cả nhà, cả nhà mình chú ý ha. Chí diễn tạm lục cảnh chứng minh cho đệ tử con Trần Trọng Nhân hôm nay ta xin được cái lọc cái tài khai nhãn nhìn thấy trên ông Tà, cho con xin diễn đúng rồi chứng này lên mai cho con xin, nếu mà có cái lọc này cho con xin diễn đúng rồi chứng lên. Đứng nha cả nhà, có cảm giác nha. Đây rồi, để tôi ngồi đàng hoàng đây, cho con xin dựng định cái chiếc lên. Cái nhà buông ra cái trứng nó gung gung theo luôn. Ba con 39 cho con xin dựng đúng rồi trứng lên. Trời ơi, đây đất đây nhìn chặt thằng vòng cánh cái gì ông Tàm một con muốn chứng minh nay con đã khai nhãn nhìn thấy cái lọc cái tài ở trên cục đá này, cho con xin dựng đứng ngôi trứng này lên, thế là ngoài có cái lọc này. Trứng đứng nha cả nhà, thấy không? Đây, hôm qua tôi dựng đứng nữa cả nhà, tại vì tôi cắm hoa cắm bông nè, rồi tôi về tới về lui rồi cái bị rớt trứng xuống ha. Đó, bây giờ cái trứng tôi để gì ha, rồi ngày mai xem ông Tà cho mình cái lọc này thì tôi sẽ mua đồ cúng trả lễ ông Tà nghe cả nhà. Đó, thì lễ dâng lên thì cúng ông Tà, thì cúng cho ông Tà dương giống địa dương luôn cả nhà ha. Rồi xin chúc cho cả nhà mình ngày mai ai cũng có lọc có tài ở cung ông Tà nha. Đó là cung 39 nha cả nhà. Rồi cả nhà thân mến nha, đừng quên xem video, hãy tiếp cho nhân cái động lực, ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ai chưa like cho nhân một like ha, để giúp kênh của nhân ha càng ngày càng phát triển cả nhà ha, là đó là cái động lực lớn nhất của nhân. Rồi xin chào tạm biệt cả nhà, chúc cho cả nhà mình ngày mai ai cũng phát lộc phát tài, xin hẹn gặp cả nhà những video sau.